chào bạn, chúc mừng anh em là sát thủ siêu cấp Butterfly, một vị tướng con cưng với rất nhiều bộ trang phục đặc sắc. Và trong phiên bản mới, Butterfly sẽ là nhân vật được thử nghiệm với tính năng mới em ơi, dành cho các bạn thích cái sự sáng tạo đặc biệt, đó là cái khả năng nhuộm tóc cho những bộ trang phục của mình. Ok, đầu tiên là mình sẽ thử với bộ trang phục Xuân Nữ Ngủ Ngáo anh em ơi. Sẽ có phần phụ kiện mới dành cho anh em. Đây, các bạn kích vào tóc, nó sẽ có màu tóc rất đặc biệt dành cho các bạn. Đấy, tuyệt vời không anh em ơi. Mà muốn nhận được cái này thì các bạn phải có phụ kiện nhá. Phụ kiện thì chắc phải mất tiền rồi. Giống như là cái động tác các bạn sử dụng cho những vị tướng đấy. Màu tóc rất đẹp này. Wow, đây màu đỏ màu hồng nha. Kết hợp bộ trang phục này thì nó xuống rất là hợp rồi. Wow, màu cam, màu xanh rêu, tuyệt vời anh em ơi. Rất nhiều màu sắc dành cho bộ tóc vị tướng các bạn yêu thích, trang phục các bạn yêu thích. Tuyệt vời, cũng là màu trắng này anh em ơi. Và các bạn thích sáng tạo, các bạn thích bộ trang phục của mình càng thêm đặc biệt thì chắc chắn cái phụ kiện, cái tính năng mới này càng thêm là các bạn đặc biệt hơn. Đây là trang phục Xuân Nữ Ngủ Ngáo, một bộ trang phục bậc S anh em ơi. Rất là đẹp, kết hợp với màu tóc thì lại đẹp thôi rồi. Và mình sẽ nhìn từ phía sau này. Đấy anh em thấy chưa? Quá đẹp. Tiếp theo là bộ trang phục Thủy Thủ. Một bộ trang phục mà hình như là dạo này rất ít anh em chơi. Do là các bạn chê bộ trang phục bậc A. Nhưng mà đây là bộ trang phục bậc A nên rất là ngắn, váy ngắn anh em ơi. Tóc thì chưa đặc sắc nên các bạn có thêm phụ kiện. Wow, tóc nhiều màu, rất là đẹp. Đây là tóc 7 màu anh em ơi. Rồi, tóc vàng, tóc xanh rêu. Đó, rất nhiều màu sắc của tóc để các bạn lựa chọn. Wow, đây là màu cảm thấy màu xanh này rất là tuyệt vời. Màu trắng, màu tím, màu hồng. Ok, đây là những màu tóc và cái tính năng phụ kiện mới trong phiên bản mới. Chắc chắn anh em sẽ rất là thích. Nó được thử nghiệm đầu tiên trên vị tướng Butterfly thôi, còn những vị tướng khác là chưa có anh em ơi. Có 2 trang phục được thử nghiệm thôi anh em ơi, còn các trang phục chưa khác chưa có này. Có mỗi trang phục Thủy Thủ và trang phục Xuân Nữ Ngủ Ngáo thôi. Được phụ kiện trang phục mặc định thì cũng chưa có anh em ơi. Đồng thời trong video clip này mình sẽ giới thiệu các bạn sự tăng tiến sức mạnh rất khủng khiếp của vị tướng Oma trong phiên bản tiếp theo. Một vị tướng trợ thủ Dreamer, từng là tướng tủ rất nhiều anh em nhưng bây giờ đã bị lãng quên mất rồi. Đầu tiên là vấn đề nội tại của Oma, khả năng choáng tăng từ 20% đến 40%. Khi các bạn khi đánh thường sử dụng khả năng choáng nó nhiều hơn nhá. Choáng này là hên xui thôi. Đó, và anh em thấy choáng có sát thương phép. Thế là cái sát gây sát thương phần trăm máu chuyển thành sát thương phần trăm từ vật lý thành sát thương phép. Thế là vẫn cái chỉ số sát thương theo phần trăm máu đó, nhưng mà chuyển thành sát thương phép anh em ơi. Điều thứ hai là chiêu 2 của Oma. Nếu mà các bạn dùng chiêu 2 trúng nhiều tướng địch, như trúng 3 tướng địch thì anh em sẽ cường hóa cái chiêu này lên luôn. Bình thường trúng 1 tướng địch mỗi phát 1 để mình hủy hồi chiêu đi anh em ơi. 2 này, 3 này, các bạn cường hóa lên được thành bố đỏ và chắc chắn làm choáng nhá. Đấy, nhưng mà phiên bản tiếp theo thì các bạn chỉ cần đập một phát trúng 3 tướng địch anh em cường hóa luôn chiêu này thành bố đỏ luôn, rất tuyệt vời. Điều thứ 3 chính là chiêu cuối của Oma, để thử sẽ đổi lớn nhất. Các bạn dùng chiêu cuối, các bạn thấy không, hồi máu. Quá tuyệt vời. Mình chưa lên đồ hồi máu đâu nha. Nó sẽ hồi 2% máu mỗi tướng xoay chúng. Quá tuyệt vời anh em ơi, có hồi máu chiêu cuối. Và đặc biệt khi sử dụng chiêu cuối các bạn vẫn có thể dùng chiêu 1 được. Đấy, vẫn lướt đi được.
Bạn thấy hay không? Ở phiên bản hiện tại là dùng chiêu cuối không dùng chiêu một được, nhưng bây giờ dùng chiêu cuối vẫn dùng chiêu một được, còn hồi máu ấy chứ. Đấy, nên các bạn dùng chiêu cuối như kiểu là không dùng chiêu một lên như kiểu tốc biến lên để xoay ấy, anh em ơi, rất là tuyệt vời dành cho vị tướng Oma, một vị tướng trợ thủ tướng tướng tủ của rất nhiều anh em, nhưng bây giờ ao meta và không còn các bạn được các bạn chơi nữa. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi Duco Bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Hubo có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. We'll be right back.